Thưa quý vị, ngày hôm nay 28 tháng 5, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo về tình hình sức khỏe của các học sinh bị cây phượng đè. Cụ thể là hai em bị chấn thương rất nặng, gãy nhiều xương sườn, vỡ khung chậu được phẫu thuật kịp thời, ca mổ thành công bước đầu. Hai học sinh bị chấn thương rất nặng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, trong đó một trường hợp bị đa chấn thương và gãy 1/3 trên xương cánh tay phải, đồng thời gãy bung khớp cùng chậu bên trái. Trường hợp thứ hai bị gãy 1/3 dưới xương đùi trái. Sau khi nhập viện cấp cứu và được xử trí tình trạng chấn thương bụng ổn định, cả hai bé đã được mổ cấp cứu vào sáng nay cho các xương bị gãy. Ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ với sự phối hợp của các bác sĩ liên bệnh viện gồm Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại các bé đã hồi tỉnh, uống sữa được và chờ kết quả X quang kiểm tra. Cuộc mổ có thể nói là thành công bước đầu.